MMA, nói chung chém gió miên man, nhưng mà chú ý tập trung vào là mấy cái thằng giặc đạo công giáo rồi cái đã. Thì nói đến giặc đạo công giáo thì chắc có lẽ phải nói đến cán bộ áo đen linh mục của nhà nước công giáo Vatican. Linh mục Lê Ngọc Thanh của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội. Mà nếu như nhắc đến là linh mục Lê Ngọc Thanh này thì chắc chúng ta cũng không còn là xa lạ gì đối với cái con người này. Một linh mục mà thời gian qua có những cái phát ngôn, phải nói là sao, nếu như tôi nói theo kiểu dân bán cáo chúng tôi thì một thằng thầy tu, nhưng mà suốt ngày nó không lo tu mà suốt ngày nó lo nó hú. Như cái việc là ngày 30 tháng 4 vừa qua thì tên nó là hả tu hú này, linh mục và hả nhà nước công giáo Vatican này lại tiếp tục cái điệp khúc đó là à, chào anh Michael Bạch, Bạch hay Bạch Michael Bạch à, chào anh Michael Bạch, chào mọi người. Là xuyên tạc về cái ngày là hả 30 tháng 4 là ngày thống nhất và hả đất nước của dân tộc, thì hắn lại lên mạng và hắn rao giảng cho các con chiên rằng ngày 30 tháng 4 là gì, là cái ngày mà hả cái gì, cái phẩm giá của con người nó bị mất đi, cái ngày mà cái gì ông ta nói là người dân Việt Nam là sống trong chiến tranh, nuôi dưỡng trong chiến tranh và lớn lên bằng chiến tranh, rồi bây giờ là hả ngày 30 tháng 4 là ngày mà hả con người, quyền của con người bị mất đi, bị mất phẩm giá, dân dân vậy dân thông cảm thì chụp sọ dốt, cho nên là không có thể nói được cái từ ngữ gọi là nó có văn chương. Nghĩ sao nói vậy à, tiếp tục xong phải không, bây giờ đến tháng 5, mà nhắc đến tháng 5 thì chắc tất cả bất cứ ai là con dân nước Việt chân chính đều cũng biết tháng 5 này là cái tháng đi rất là quan trọng đối với người Việt Nam của chúng ta. Tại sao lại nó quan trọng? Thứ nhất, tháng 5 này, ngày 19 tháng 5 sẽ là ngày sinh nhật của Bác. Cho nên ai cũng biết. Và trong tháng 5 này thì hết tháng 4 rồi, đến tháng 5 thì ông là hả cán bộ áo đen không? Của nhà nước là hả công giáo Roma Vatican Lê Ngọc Thanh này tiếp tục lại là rao giảng cho con chiên với những cái bài giảng, phải nói là tôi không biết phải nói sao bây giờ không? Mà ông thầy tu là ông ta chẳng cái gì chẳng lo là hả giảng đạo những điều Chúa dạy cho là con chiên, mà chỉ thấy là ông ta cái gì ông ta gào, ông ta rú lên là hả kích động con chiên là hả gây chia rẽ sự đoàn kết giữa là hả giáo dân của mình với lương dân không. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó kích động là hả gì con chiên của mình là chống đối là chính quyền không. Cái thứ ba nữa là gì, là không có gì tôn trọng là chính quyền và đi ngược lại những cái giáo lý về giáo điều là của gì, của Thiên Chúa. Thiên Chúa lúc nào cũng nói rằng cái gì, Thiên Chúa là bình đẳng, là bác ái không? Khi con đến cái đất nước mới để con truyền đạo không? Thì con phải yêu thương là tín đồ của mình tại đó không? Tại đất nước mới. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là con phải tôn trọng chính quyền ở nơi cái đất nước mới mà con đến con truyền đạo. Chứ Thiên Chúa không có dạy cho cha là hả gì cha Linh Mục Lê Ngọc Thanh, hiện nay cha đang là cán bộ của nhà nước là gì, của nhà nước công giáo Roma Vatican không, cha đang đến đất nước Việt Nam của chúng tôi, cha đang thực hiện cái sứ mệnh là của Thiên Chúa giao cho cha và của nhà nước công giáo Roma Vatican giao cho cha, là cha đến đây để cha truyền đạo, chứ không phải kêu cha đến đất nước của chúng tôi là để cha rao giảng cho con chiên của cha, là để chống đối là chính quyền của chúng tôi, rồi lật đổ chế độ của chúng tôi, xuyên tạc là lịch sử của dân tộc của chúng tôi, gây chia rẽ bất mãn hận thù dân tộc trong lòng dân tộc của đất nước của chúng tôi không? Còn đồng thời là gây chia rẽ sự đoàn kết giữa là gì, giữa là giáo dân Thiên Chúa giáo và lương dân của đất nước là sở tại. Nếu như vậy thì xin nói là hả ngài cán bộ công chức của là hả nhà nước công giáo Roma Vatican á, ngài linh mục là Nguyễn Ngọc Nam Phong,
xin ngài hãy cho tôi biết là Thiên Chúa kêu ngài làm những điều đó có đúng như vậy hay không? À, xin chào cả nhà. Nói chung là bức xúc với cái clip của cái tên là hả cái tên cán bộ của nhà nước Công giáo Roma Vatican này, cho nên là bật trước về vấn đề là tôn giáo cái đã. Nhắc đến Công giáo thì từ khi du nhập về Việt Nam mới hơn là gần 200 năm nay, nhưng mà thành tích của giáo hội Công giáo là Việt Nam thì chắc có lẽ là rất dày thành tích. Nếu như Đức Giáo Hoàng từng phải là xưng tội với bảy cái núi tội lỗi của là Giáo hội Công giáo Roma Vatican với tới là toàn thể nhân loại, thì chắc có lẽ đã đến lúc chào mọi người, thì chắc có lẽ là đã đến lúc là Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng nên nó là phải xưng tội đối với là gì, đối với dân tộc Việt Nam vì những cái tội lỗi mà họ đã từng gì họ đã từng làm đối với quốc gia, đối với đất nước này, đối với nhân dân này. Bởi vì những cái tội lỗi đó của các người nhân dân vẫn chưa có quên và nó vẫn chưa có phai mờ nhé. Cho nên đừng có gì một số cái gì vấn đề gì đó một số tên linh mục khoác cái áo đen, bởi vì cán bộ công chức của là giáo chiều Công giáo Roma Vatican đó, vẫn nuôi cái mộng là gì, nuôi cái mộng là muốn lật đổ cái thể chế chính quyền ở đất nước Việt Nam này, muốn thành lập lại cái khu tự trị nhà nước Chúa mà các người gì các người từng hằng ao ước đó hay sao. Nhưng mà rất tiếc cái ngày 30 tháng 4 đó nó đã gì nó đã dập tắt cái ước mơ đó của các người, cho nên các người vẫn còn cay cú phải không. Và tiếp tục cái điệp khúc là xuyên tạc về vấn đề lịch sử đất nước của dân tộc, thì chắc có lẽ là ngài cán bộ áo đen linh mục quốc danh Công giáo Roma Vatican linh mục Lê Ngọc Hanh này không? Định nói góp theo là tên gì tên cán bộ áo đen linh mục quốc danh của nhà nước Công giáo Roma Vatican là linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân của gì của nhà thờ là Xuân Lộc đó là Đồng Nai, là xuyên tạc về là gì là cố chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy thì bà con giáo dân hại, nếu như ở trong này có bà con nào là giáo dân á, nếu như bà con giáo dân này đang cảm thấy bức xúc khi cái việc là tôi đang chửi bới, tôi đang gào gú, tôi kêu tên Thiên Chúa và đồng thời là gì tôi kêu luôn cả tên của mấy thằng là linh mục ngáo cán bộ của nhà nước Công giáo Roma Vatican để tôi chửi về những cái hành vi của nó đó. Nếu như có bà con giáo dân mà cảm thấy là bức xúc về vấn đề đó, xin nó là lên tiếng giùm cho tôi luôn coi rằng là tôi chửi như vậy có sai hay không. Nếu như tôi xúc phạm vào cái đức tin của bà con giáo dân, của gì của tất cả bà con luôn, giáo dân luôn đi, vậy thì bà con giáo dân sẽ nghĩ và sẽ có những cái suy nghĩ như thế nào về tôi? Nếu như tôi xúc phạm đến cái đức tin là Thiên Chúa của bà con giáo dân, và đằng này thì ông này là gì là linh mục của là quý vị là giáo dân không, ông ta đồng thời cũng là gì là công dân và cũng là gì là cán bộ của nhà nước Công giáo là Roma Vatican, nhưng ông ta lại công nhiên khai vì đi rao giảng những điều Thiên Chúa dạy dạy cho con chiên, thì ông ta lại rao giảng những điều là của ông ta cho con chiên rằng nó là gì, ông ta xuyên tạc lịch sử đất nước của dân tộc Việt Nam. Cái thứ hai nữa, ông ta xuyên tạc về gì lãnh tụ của người dân đó là Việt Nam. À, Thúy Trần nó viết thì viết có dấu giùm coi, với cái quần què gì mà không có dấu nữa hả? Nói người ta nói không đúng ở đâu là rỡ yêu cầu lên để nó mời lên là nói chuyện coi xem có là có phải là ta nói là xuyên tạc không, gì quý trần gì đó, nghe cái bao ta còn không có nữa.
À, thưa Trần, ông muốn lên này không, để tôi mời lên luôn. Nói chung là chủ đề này nhiều lắm, đừng lo. Tại lên đây nãy giờ đang lướt lướt cái gặp cái video trên tường nhà của lão lên lên một là hả nè, Thúy Trần lên đây là hả chém gió, còn bị Thúy Trần thấy là con gái nó thiệt nha, chụp sò là hả thích con gái lắm chứ không có thích con trai, đúng không? Lên đây chém gió cùng với anh đây nào Thúy Trần, tại sao em lại nỡ lòng nào từ chối anh chứ? Cái tên rất là đẹp nhưng mà không biết là người có đẹp hay không. Hãy lên đây chém gió cùng với anh đi nào. À, xin chào Tam Công. À, tại sao em lại nỡ lòng nào là em chặn là hả tính năng mời là hả like cùng của anh vậy? Chán em thấy Trần này quá. Em có với anh cào phím anh chán lắm. Anh đã nói rồi, anh là dớp, anh bán cá ở chợ, anh không có trình độ. Không? Anh không có biết cào phím, anh chỉ thích like và nói trực tiếp. Nó hay hơn. Còn cái gì? Việt Nam nghèo nhất thế giới mày không thấy à? Ơ nè em ơi, đúng là Việt Nam bây giờ nghèo lắm ha em. Việt Nam nghèo quá cho nên đó, bây giờ anh đi làm công nhân chứ bây giờ anh có thời gian lên đây anh chém gió với em rồi, thấy không? Anh làm công nhân nghèo cũng chết luôn mà anh có thể ra tiệm anh ăn cái gì? Anh ăn phở bò, đúng không? Anh ăn cơm sườn, nghèo chứ chơi sang lắm, đúng không? Thậm chí anh còn có thể mua là hàng hiệu rượu xị, nước hoa rượu xị, nói chung là cái lọ có bình lớn, đổ trà bắn mắt kinh 4-5 triệu bạc. Bằng đứt cái gần 2-3 tháng lương của anh rồi. Nguyễn Thanh, Trần Thanh Tâm, công giáo phía Bắc là một công cụ đắc lực nhất của thế lực thù địch chống Việt Nam từ lúc thống trị thuộc địa Việt Nam tới bây giờ, luôn tiếp tay cho giặc. Thì đúng rồi anh Trần Thanh Tâm ơi, thì công giáo từ lúc du nhập vào Việt Nam cho đến giờ là gì? Là đi liền với bọn thực dân và đế quốc xâm lược và đàn áp người dân Việt Nam của chúng ta. Và sau hơn 200 năm du nhập vào Việt Nam của chúng ta thì công giáo luôn luôn gắn liền với các thế lực liền cướp nước của đất nước của chúng ta, và đồng thời thì cái thế lực này cũng là gì, công cụ đắc lực cho bọn là thực dân và bọn đế quốc để cai trị đất nước và nhân dân của chúng ta. Sau hòa bình lập lại vì thể để thể hiện rõ ràng cái sự hòa hợp hòa giải của dân tộc của chúng ta thì đảng và nhà nước vẫn để cho là công giáo hoạt động trên đất nước của chúng ta, tại vì vẫn có rất nhiều anh hùng liệt sĩ, các cán bộ đảng viên của đảng và nhà nước hiện nay cũng là người công giáo, mà trong đó có một số vị linh mục cực đoan đang yêu cầu là hả những cái con chiên giáo dân của mình là phải bỏ đảng, không treo cờ đảng, cờ tổ quốc, không treo cờ tổ quốc, phải treo cờ của Vatican. Như vậy thì cái âm mưu của mấy vị cán bộ là hả linh mục quốc dân của nhà nước công giáo Roma Vatican này họ định là gì? Họ muốn định là hả thành lập cái nhà nước công giáo là hả Vatican mà họ hằng mơ ước, nhưng mà nó đã gì, nó đã sụp đổ vào cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 hay sao? Cho nên hiện nay một số tên là hả cán bộ áo đen của nhà nước công giáo là hả Vatican đó vẫn còn gì cai cú và muốn nuôi lại cái mộng đó. À, còn cái việc là gì, tập hợp với ông chiên chống đối chính quyền. Còn một số linh mục thì sao, như ông Lê Ngọc Thanh này nè, tại sao đây xuyên tạc về lịch sử đất nước dân tộc, thậm chí ông ta còn dám công nhiên là gì xuyên tạc cái gì, xuyên tạc cả là hả cố chủ tịch của chúng ta. Như vậy thì á, nếu như bây giờ tôi là một lương dân, tôi không có theo đạo bất kỳ đạo nào hết, mà trong con mắt của mấy tay là hả cán bộ áo đen nhà nước công giáo Roma Vatican thì họ bảo tôi là thằng vô thần đấy. Bây giờ tôi lôi là thiên chúa có các vị ra và tôi gì, tôi bôi đen thiên chúa của các vị, vậy thì các vị sẽ suy nghĩ như thế nào? Hỏi là hả các vị là bà con giáo dân cũng như mấy cái thằng là hả linh mục áo đen của nhà nước công giáo Roma Vatican, nếu chúng mày là xuyên tạc về cố chủ tịch của chúng ta, tao bôi thiên chúa của mày ra để gì, tao bôi đen thì tụi mày nghĩ như thế nào?
Dạ, ở Việt Nam là xài siêu xe mà ngay cả đại gia mà gì ở mà Dubai còn phải quỳ Việt Nam. Trên thế giới chỉ 4 chiếc là siêu xe mà của hãng là Lambo, Việt Nam ở 2 chiếc ở Việt Nam này. Còn ông ta là dám xuyên tạc. Xin cho tôi hỏi như thế gì anh Lê Đình này đang còn manh cái đất gì đi, tôi chẳng hiểu nữa. Lê Đình này đang nói cái gì tôi nghe tôi chẳng hiểu gì hết. Anh Lê Đình, thôi để tôi kêu anh lên để anh nghe dặn xem cái video này để anh nói luôn. Cảm tôi dốt, tôi dân bán cá mà. Nhưng mà tôi thấy ông Linh Mục cán bộ là quốc danh của nhà nước là ở qua tiên cần ta lên ông sư ta xuyên tạc gì là cố chủ tịch của chúng tôi ha, rồi mà chúng tôi là kính trọng đúng chưa, đây ông ta đang giảng đấy đó, chứ không phải tôi nói hả? Bây giờ tôi cần anh lên là anh cho tôi biết cái câu nói của anh về cái ông linh mục này như thế nào, tôi đang thêm anh đấy. Hàng năm Mỹ chi rất nhiều tiền cho việc đào tạo các linh mục, sau đó tôn về Việt Nam, chủ yếu chống Việt Nam chứ không giảng giáo lý của Chúa đến giáo dân. Thì anh thấy các cái là điểm nóng về vấn đề an ninh trật tự từ Nam với Bắc của chúng ta hiện nay, anh thấy đi. Thì anh thấy hiện nay có những kẻ mà thường xuyên gây mất an ninh trật tự, chặn quốc lộ, chống đối chính quyền, lấn chiếm đất công, hành hung cán bộ. Ai đây? Tất tần tật đều là công giáo, với cái sự cầm đầu của các vị là cán bộ áo đen của là nhà nước công giáo Vatican, à, cùng với các con chiên của mình. Chứ không lẽ là giờ lương dân chúng tôi vô đó là chúng tôi là kích động đi quậy sao? Đúng như vậy, Thiên Chúa là tự do, là bình đẳng và bác ái. Thiên Chúa luôn là khuyên răn là con chiên là phải gì, phải sống là yêu thương, là tín hữu lẫn nhau, dân đúng như vậy. Thiên Chúa rất là bình đẳng bác ái, nhưng mà những kẻ vi phạm pháp luật và bị bắt và tống cổ vào tù hiện nay với cái mác là đấu tranh cho dân chủ, cho dân quyền, môi trường gì 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 đó, thì hiện nay tôi lại thấy phần lớn đều là những giáo dân của gì, của công giáo Roma Vatican. Đó là một cái sự thật hiển nhiên chứ không phải chuế. Sao mà vô thấy cào phím ấy gì mà sao không thấy thằng nào nó lên cho vậy, đưa lên máy là điều gì đều từ chối không trả. Biên văn gì biên nhân trần, em nói cái gì mà không có dấu anh chả hiểu vậy đó, thôi em lên đây em nói cho anh hiểu luôn đi. Xem cái bài giảng của ông Lê Mạch Linh Mục mà Lê Ngọc Thanh này nè, thấy không? Em nói cho anh biết đây, cái này là ông ta rao giảng hay là anh đang chế ông ta vậy? Để. Thì giáo dân đều là gì? Giáo dân công giáo đều rất là tự do, bình đẳng và bác ái đó anh Trần Thanh Tâm, đúng không? Nhưng mà rây rối mất an ninh trật tự, chống đối là chính quyền, lấn chiếm đất công, đúng không? Thì đều là sự nổi bật của là các giáo dân mà công giáo. Chứ không phải là của chính quyền. Gì mà sao đâu lên chưa, cách nói gì mà hình đen xì vậy?
Chào vàng nha. tháo cái miếng che, cái camera ra đi chứ, sao che cái camera gì, sao ai thấy vậy? Để lên mà lên mà hả, cũng phải che cái màn hình đi, tội quá vậy. Anh nói rồi, anh chỉ là thằng bán cá thôi. Anh thấy cái ông linh mục này ông rao giảng những điều mất dạy quá, nên anh không có hài lòng cái chuyện đó. Không, cho nên anh lên anh mới vạch mặt ông ta, anh chửi anh ta. Mà chửi thì phải chửi có chứng cớ đàng hoàng, chất láo xuyên tạc gì đâu, đúng không? Ủa sao nó mất tiêu rồi, sao toàn là nấp không vậy? Ở tên đó tại sao chặn hết mấy tính năng là mở chân chạc. Anh nói rồi, đây là diễn đàn tự do mà, mình lên tranh luận phản biện với nhau thôi. Không, chứ có cái quái gì đâu mà phải. Cần quái gì đâu mà các em đó, đó cào phím vô chửi anh là không quái gì. Anh cần biết là cái việc mà ông Linh Mục Lê Ngọc Thanh này nè, ông ta gì, ông ta rao giảng với con chiên của mình vậy, việc ông ta xuyên tạc, ông ta nói xấu đến là gì, cố chủ tịch Hồ Chí Minh, là lãnh tụ tinh thần của người dân Việt Nam, đúng không? Nên nhớ rằng cố chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ tinh thần của người dân nước Việt, đúng chưa? Ông ta, bản thân ông ta là một linh mục, là một công dân của một nhà nước, nhưng mà không phải nhà nước Việt Nam. Ông ta là cán bộ, là công dân của nhà nước Công giáo Roma Vatican. Ông ta đang thực hiện cái sứ mệnh của Thiên Chúa là cái gì? Là rao giảng cho con chiên những điều mà Chúa dạy cho con chiên, đúng không? Được chưa? Bây giờ quý vị bà con giáo dân cho tôi hỏi như thế này nè. Thiên Chúa kêu ông ta đi với là hả, rao giảng, kêu ông ta là đi rao giảng con chiên, có cho con chiên á là nói xấu chính quyền, xuyên tạc lịch sử của đất nước của dân tộc, bôi nhọ là gì, lãnh tụ tinh thần của người ta. Thiên Chúa kêu ông ta làm những điều đó là như thế à? Rồi bây giờ lương dân của chúng tôi á bôi nhọ lại lãnh tụ tinh thần của các vị là Thiên Chúa, đúng không? Vì tôi xin cho bà con giáo dân chân chính, những người còn có chút là hả lương tri và biết suy nghĩ đó, các vị sẽ suy nghĩ như thế nào? Để. Thôi sửa quá. Ở Thanh Lê Đình ngồi đó mà sủa làm gì, sao nãy giờ tao mời đó ông lết cái xác lên để mà ngồi đây mà nói chuyện với người ta, cái đó cào phím làm gì, loại chip hôi. Nhìn mặt này sao thấy là thấy đậm mùi mấy thằng bá dơ. Đây chúng ta xem tiếp ngay cái luận điểm đó. Của cái bản chất của cái tên là thế gì, của cái tên linh mục mà vẫn không thay đổi nha, hết xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc nói xấu là chế độ, giờ đến xuyên tạc bôi nhọ và nói xấu lãnh tụ là hả của người dân nước Việt. Đây là cái điều mà một cái gì, một linh mục là cán bộ của nhà nước Công giáo Vatican thì đặt chân nó đến Việt Nam làm đó hay sao, thực hiện cái sứ mệnh của Thiên Chúa là sao, là dẫn dắt đó là hả con chiên đó gì, dẫn dắt con chiên đi làm những cái điều này đó, dẫn dắt con chiên là đi gì, để chống lại chính quyền à, là xuyên tạc, là bôi nhọ lãnh tụ à của đất nước à, có phải như vậy không? Ở đây có bà con giáo dân mà hôm đâu làm ăn cờ mên lên tiếng giùm cho tôi cái. Thiên Chúa có dạy là hả, bà con giáo dân làm những điều như vậy không? Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng hướng con người ta đến cái điều tốt. Còn ông linh mục này thì sao? Để cho mọi người là hả, bà con giáo dân suy nghĩ thế xem.
xem tôi có nói xấu, tôi có xuyên tạc luôn, cái là hả chế gì 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 đó để đất, cái là hả cái gì là hả cha chúa là hả của các vị hay không hả? Một kẻ là gì, mang cái danh là linh mục, là thầy tu, ông ta là công dân của Hoa Tây Căng, là cán bộ của gì của Hoa Tây Căng đấy, ông ta đang thực hiện cái sứ mệnh của Thiên Chúa ở trên cái đất nước Việt Nam này nè, là gì, là suối con chiên, kéo con chiên, dẫn dắt con chiên đi chống lại chính quyền đúng không, dẫn dắt con chiên đi là hả, xuyên tạc bôi nhọ là hả, lịch sử đất nước dân tộc không, bôi nhọ xuyên tạc là hả, lãnh tụ của đất nước này hay sao, Thiên Chúa dạy cho ông ta như vậy đó, giáo lý giáo điều là của công giáo giáo hội đó là hả, La Mã Roma đó, là dạy cho ông ta như vậy đó hay sao, bởi vì á, cho nên nó là bây giờ các người đừng nói tại sao là trong con mắt người dân nước Việt thì công giáo lại bị xem như một loại giặc đạo, cần phải đề phòng và lên án mạnh mẽ như vậy, thì chính vì bởi vì những cái thứ sâu mọt như thế này nè, những kẻ là gì, những kẻ tiếng danh Chúa nè, bôi đen Chúa nè, thấy không, những thằng là gì, những thằng là công dân của Hoa Tây Căng, là cán bộ thấy không? Của nhà nước công giáo Roma Vatican này hả, nó bơi đen Chúa đó, nó tiếng danh Chúa đó, đúng chưa bà con, bà con giáo dân đúng không, có chế không, vì có bà con giáo dân nào dám là hả, chỉ thẳng mặt ông cha này mà hả, linh mục Lê Ngọc Thanh này mà nói ông làm như vậy là sai, ông làm không có đúng những điều Thiên Chúa đã dạy, ông có gì ông đã tiếng danh Chúa, ông giáo giảng thì sằng bậy, ông làm gì ông bôi đen Thiên Chúa, dám không, có bà con giáo dân là dám chỉ ngay thẳng mặt ông ta mà nói điều đó, xin lỗi, cái quyền uy là cái thần uy của cha nó quá lớn, tôi thách bà con giáo dân mà dám dám chỉ thẳng mặt ông ta mà nói điều đó. Là cán bộ của nhà nước công giáo Vatican dẫn dắt con chiên, truyền đạo cho con chiên, không phải là truyền đạo, xốp ngoài khoác áo lên mọc lên cái là bắt đầu đi rao giảng những điều tào lao bác xế là cái gì, kích động là thù hận dân tộc để chia rẽ đoàn kết giữa gì, giữa lương và giáo, vì kẻ nào mới thật sự là cái kẻ bôi đen Thiên Chúa đây, làm xấu đi hình ảnh Thiên Chúa, kẻ nào linh mục là giúp dân giúp đời thực hiện hai cái nhiệm vụ, giúp đời đẹp đạo mà linh mục lại đứng lên kích động giáo dân làm điều vi phạm pháp luật, thì cái loại linh mục này nên biến khỏi Việt Nam. À, và thậm chí những cái người giáo dân, những cái người giáo dân khi tham gia cái buổi giảng của ông đó là hả, linh mục này nè, có ai dám đứng lên là hả, nói với cha, thưa cha rao giảng như vậy là cha đã bất kính với lãnh tụ tinh thần của gì, của lương dân rồi đó cha, à cha làm như thế là cha đang xúc phạm đến cái gì, đến đức tin và lãnh tụ của người ta, như vậy không cho tốt đâu cha, nếu như mà Thiên Chúa cũng bị là hả, lương dân họ gì họ nói như thế thì cha suy nghĩ như thế nào, thưa cha có bà con giáo dân ở trong cái hội trường này nè có không,
có người nào dám đứng lên nói như thế hay không, hay là khúm núm gì nè, dơn cha giảng đúng, cha giảng đúng, con nghe cha, cha kêu sao là con làm gì hết, cái gì lời cha là lời của Chúa, có không? Đấy, có rất là nhiều người trong cái hội trường với nhà thờ đó mà có ai dám đứng lên là chuyện nghe, cha ơi cha nói gì vậy là sai rồi đúng không, cha làm như vậy là cha đang xúc phạm đức tin của người ta đúng chưa, và cha làm như thế nếu như người ta cũng xúc phạm đến cái đức tin là Thiên Chúa tối cao của chúng ta thì cha nghĩ như thế nào, có ai dám nói vậy không? Như vậy thì quả thật có chúng ta có thể nói và nhận định được rằng trong mắt của mấy tên linh mục cán bộ nhà nước Công giáo Vatican hay là cả một số là con chiên giáo dân Công giáo chăng nữa, trong trong họ không có quốc gia, tôi xin khẳng định luôn, họ không có quốc gia, không có dân tộc, họ không có gì, họ không có gì đất nước này, tôi có thể khẳng định và nói thẳng cái điều đó một số thôi nhé, chứ phải nói hết, nó hết vô quấy bày à. Mình chụp mũ như thế người ta cự, tại vì gia đình tôi cũng là gia đình Công giáo mà, có đấy, gia đình tôi cũng có Công giáo đấy, đúng chưa, họ có chấm đó không? Các bậc tiền nhân cha chú, thậm chí là những gia đình thương binh liệt sĩ anh hùng cách mạng đó, người Công giáo đó, họ gì, họ cũng hy sinh là thân mình đó để giành được độc lập ngày hôm nay nè, đó không, để cho con chiên đi nhà thờ thoải mái đó, đúng chưa, đâu có phải là vô nhà thờ mà hả, sợ hả, có cái bom gơ cái bùm chết là lúc nào cũng hay đúng không, bây giờ họ sống quá sung sướng mà hít thở không khí hòa bình đúng không, giờ cho bây giờ là có mấy vị cán bộ nhà nước Công giáo Vatican đi học đi tu nghiệp xong ở bên Roma Vatican xong cái về Việt Nam nữa không, truyền đạo đạo không thấy chuyện quá gì, tôi thấy suốt ngày nữa kêu con chiên đi kích động con chiên đi mất an ninh trật tự đi chống phá chính quyền lấn chiếm đất công xuyên tạc lịch sử xúc phạm là hả, lãnh tụ của người ta không, đây mới thực sự là những kẻ là gì, bôi đen Thiên Chúa và gì là làm xấu hình ảnh người Công giáo trong con mắt của lên dân, nói là sách mắt có chứng đàng hoàng, chúng ta nghe những điều ông ta nói, ông ta nói gì xúc phạm gì, xúc phạm và phỉ báng lãnh tụ của chúng ta như thế nào, và rằng con chiên giáo dân Công giáo thì họ gì? Họ trong cái đầu và con mắt của họ thì họ không có tổ quốc, không có bất kỳ ai cả, trong đầu trong óc của họ luôn lúc nào cũng phải suy nghĩ chỉ có Thiên Chúa và Thiên Chúa, và lời của cha là lời của Chúa, cha nói đi đông họ đi đông, cha nói đi tây họ đi tây, họ không bao giờ dám đi đông, hiểu không, cái thần uy của cha Chúa quá lớn mà, đúng chưa, ngồi trong này ngồi ông nghe ông ta giảng đạo luôn suốt một cái gì mấy tiếng đồng hồ, có ai dám đứng lên, tôi nãy tôi cũng đã nói rồi, có ai dám đứng lên phản đối là những lời nói của ông ta không? Gần cha nói gì cha xúc phạm đến cái đức tin của lãnh tụ của người ta, không nên, Thiên Chúa không dạy làm điều đó, cha làm như thế cha đã đi lại ngược lại cái lời răn của Thiên Chúa, cha xúc phạm đến lãnh tụ của người ta rồi, phải không, tôi nói câu đơn giản, tôi nói thiệt tôi á dốt, tôi bán cá chợ, tôi không biết gì cái lý luận để tôi nói, tôi chỉ nói theo cái sự thật, cái suy nghĩ của tôi thôi, có ai mà giơ tay phản đối nói với tôi gì là ừ anh nói gì vậy là sai đúng 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 đâu, có người nói nào nói cho tôi biết là tôi nói gì không đúng không, rõ ràng có gì hình ảnh người nói đàng hoàng tôi đâu có chết không, cái gì làm sao bắt bẻ tôi được, ngày nay sống trong một cái xã hội này đầy rẫy bất công, quân đầy rẫy bất công lắm, cho nên nó ngày là cái gì, ngày linh mục Công giáo Vatican Lê Ngọc Hanh ngày có thể xuyên tạc đó là hả, lãnh tụ của cái gì của là hả, đất nước của chúng tôi,
ngày xuyên tạc lịch sử của dân tộc của chúng tôi, ngày kích động là hận thù đó, dân tộc giữa gì, giữa lương dân và giáo dân, gây mất đoàn kết giữa gì, giữa giáo dân là và lương dân công giáo, đúng chưa? Và khi chính quyền á, lên tiếng thì á, các ngài sẽ lập tức cái điệp khúc là chính quyền không có tự do tôn giáo, chính quyền đàn áp tôn giáo để các người cầu cứu mấy ngoại bang hay sao, có vậy như vậy các ngài mới chịu phải không? Ngài Linh Mục là của nhà nước công giáo Roma Vatican Lê Ngọc Hân. Nếu tôi có một lần nào đó gặp một tên đang nói xấu và xuyên tạc Bác Hồ, bức xúc tôi đập nó khi ra công an, tôi bị xử như thế nào nhỉ? Thứ nhất, nếu mà nói về xử lý hành chính đó, thì xin lỗi nha, không xử được bạn. Nhưng có một cái là phải xử lý bạn vì cái tội gây rối mất an ninh trật tự công cộng. Bạn hiểu chứ? Bạn vẫn bị xử lý tại vì bạn đập người ta. Theo luật là như vậy là gây rối là trật tự công cộng, hiểu chưa? Nhưng mà nếu như thằng kia nó yêu cầu để xử lý bạn thì xin lỗi nghe, nó sẽ bị xử thêm hai tội. Thứ nhất, xúc phạm là hả, là tù à, và cho nó thêm cái qué phạt nữa là những cái tội gây mất an ninh trật tự công cộng nữa, nó bị phạt gấp hai, bạn phạt một, bạn lời thằng nó, bởi vì gặp nó bột thoải mái chùm sò gặp cũng không tha, nhưng mà rất tiếc chỉ bắt được có một, chưa đập được thằng nào. À, đến đây kết thúc cái phần của tên ngáo điên là Lê Ngọc Thanh này được rồi. Việc còn lại đó hả, để cho gì, để cho nhân dân mọi người là cùng gì bình luận và dập mặt cái thằng cha là hả, cán bộ của nhà nước công giáo Vatican này thôi. Chứ tao không có xài nhờ có ai cho tao không thèm. mấy cái dẻ đó chỉ để là hả, lót chuồng heo với là gắn vô mấy cái nhà vệ sinh cho nó sáng sáng lên được chút, nhưng mà gắn cái cờ cứt ba sọc có vô thấy u ám. Thôi xin chào.